Xin chào các anh chị, thì chúng ta đang có mặt tại vườn hoa cúc của anh Mạnh. Thì hoa cúc đang trồng được thời gian là khoảng 2 tháng rưỡi và đây là giống mai cam. Thì vừa qua thì anh Mạnh cũng đã sử dụng cái sản phẩm Gladius để phòng trừ cái đối tượng bọ trĩ trên hoa cúc. Thì sau đây chúng ta sẽ gặp anh Mạnh chủ vườn. Chào em. Dạ, xin chào anh. Thì vừa qua thì anh cũng đã xài cái sản phẩm Gladius cái này đúng không? Của công ty Summit Agro để đặc trị cái đối tượng bọ trĩ. Thì anh đánh giá cái hiệu quả sản phẩm này như thế nào ạ? Thì qua một thời gian mình dùng cái sản phẩm Gladius này, mình thấy là nó hiệu quả ở trên cái việc mà trị cái con bọ trĩ đó. Đó. Mà nó giá thành nó thì nó hơi cao, nên làm ra là mình phải sử dụng thêm một số những cái hỗ trợ, chẳng hạn như là những cái chất bán dẫn đó, bám dính rồi thẩm thấu sâu rồi này nọ để hỗ trợ thêm cho cái sản phẩm này. Chứ còn mà nếu mà xài mà đứt liều lên thì giá thành nó cao quá. Đó, thì cái này theo nhãn nó 50 ml, nhưng mà mình xài cho nó hai bình bơm máy, một bình 25 lít. Đó thì mình cứ xài theo cái kiểu đó, mà đặc biệt là mình có hỗ trợ thêm chất bán dẫn. Đó. Thì khuyến cáo với bà con là cũng nên sử dụng những cái dòng sản phẩm này để thay đổi trong cái mùa vụ thu hoạch, mùa vụ của mình để mà thay đổi cái hoạt chất thì nó, những cái dòng này nó sẽ đỡ bị kháng thuốc hơn. Đó. À, cái hiệu quả mà cái việc bào trĩ là anh đã thấy nó triệt để không ạ? Cái Gladius này là về mà để trị cái con bào trĩ á, thì nó hiệu quả, nó cực kỳ hiệu quả. Chứ còn mà mình không biết là bơm ngừa mình có cần nên giảm liều lượng xuống không, chứ mà theo vì mình xài theo liều lượng trên nhãn này là cứ 25 c cho bình 25 lít nước, thì mình bơm mình thấy nó trong vườn mình nó không hề thấy bọ trĩ xuất hiện. Cái khoảng thời gian đó là khoảng bao nhiêu ngày anh? Tại vì mình bơm cái theo cái vụ của mình là cứ khoảng tầm 3 đến 4 hôm mình sẽ bơm lại một lần. Đó là cái quy trình sử dụng của mình nó như vậy. Cứ theo cử bơm, nói đi theo kiểu nông dân á, là cái cử bơm của mình là từ 3 hoặc là 4 ngày. Đó thì mình sẽ sử dụng lại cái sản phẩm. Đó, và ở cái khi mà thời gian bông con á thì mình sẽ ít dùng. Nhưng mà ngược lại cái thời điểm mà cây mà nó đóng nụ thì từ thời điểm đó là bắt đầu mình sẽ dùng sản phẩm về sau ruồi nhện bọ trĩ nó sẽ nhiều hơn và nó thường xuyên hơn. Rồi, cảm ơn anh ạ.